Hello tất cả mọi người, lại là Nhím đây. Cái tuần rồi mọi người có đi đâu không? Nhím với Trang đi xem quần áo và sau đấy sẽ là đi ăn với cả đi cà phê á. Lúc này là mình với Trang đang mải xem quần áo lắm luôn này. Ở đây nhiều quần áo đẹp lắm. Mình có xem qua mấy mẫu áo màu trắng, khá là xinh luôn. Mình có bảo Trang mặc áo tím này này. Trông cũng rất là ngầu đấy. Đi về thì hơi xui một xíu, trời lại mưa thì hai đứa đứng ngoài cổng đây chờ mưa tạnh bớt đi rồi đi về á, lại còn nói chuyện mải mê chán chê nữa cơ. Tạnh mưa cái là hai đứa đèo nhau đi ăn bánh mì chả nha. Mình ăn bánh mì của đây Hải Phòng tốt nhất thắng á mọi người. Ở đây thì có bánh mì ba tê, ui ba tê đấy siêu ngon luôn, siêu đỉnh. Quán ở đây thì cũng nhỏ xinh thôi, với cả tông màu vàng là chủ đạo. Người đi ăn bánh mì chảo thì có thể ghé qua đây nha. Tôi comment mọi người ăn bánh mì ở đây vì của ba tê rất là ngon luôn ý. Bạn nhân viên làm khá là nhanh luôn á. Mình mới order xong mà chỉ khoảng 10 phút là có bánh mì để ăn rồi. Đây là lúc mà bạn ý đang làm nè. Mình có quay cho mọi người xem luôn. Mình đi đúng lúc trời mưa nên là quán khá là vắng á. Đây đây bánh mì chảo mình ra rồi đây. Ở đây thì có xúc xích này, xá xíu, trứng, mũi rau thơm với cả bánh mì. Suốt trông như thế này thôi mà mình ăn no luôn. Không hiểu sao mình nghiện ba tê ở đây mà mấy lần còn mua ba tê riêng về để ăn với cơm. Ui, nó bị đỉnh gì đâu. Ăn xong rồi thì mình đi cà phê. Mình rất là thích những cái quán cà phê mà có tông vintage, kiểu cảm giác hoài cổ một xíu á. Quán rất là thích hợp để mọi người có thể đi trốn vào một ngày thu Hà Nội se se lạnh. Lúc đầu là mình định ngồi bàn ngay ngoài đây á, xong rồi thế nào lại suy nghĩ là sang ra nơi kia để ngồi. Menu căng tin 109 thì cũng đơn giản thôi, có trà này, cà phê này và một số món bestseller. Ánh mắt Nhím lỡ va vào những thứ đáng yêu này rồi, gợi nhớ một tuổi thơ luôn, có ô mai này, mì trẻ em này. Tưởng là trời tạnh mưa rồi cơ, xong bây giờ trời lại mưa to hơn luôn ấy mọi người. Không gian yên tĩnh, xong hai đứa ngồi nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau mà không hết chuyện luôn ấy mọi người. Lâu lắm rồi chúng mình mới gặp nhau nên là bao nhiêu chuyện để nói luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Bye bye.